ngày lập đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chờ đến mắt môi chờ mong, mong người mình biết phương xa thương em tháng năm đợi chờ nỗi buồn cô phủ bao la. Mình xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh mùa thua có em chờ mong. Đêm về nguyện cầu cho anh quanh năm đấu tranh an lành, mãi về có em bên mình. Nửa đêm sao đường chuông vọng xa nhau giữa đêm kinh cầu, cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau, mãnh tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh non cao áo chân bạc màu, mong anh cho linh chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa xôi, mai sau có nhau trong đời. Đêm đông về cũng không lành. Vâng, thưa với các bác, quá là xuất sắc các bác nha. Và kính thưa với các bác thì rất là nhiều các bác dòng hỏi em về cái dòng đẩy ETC MA360. Thì với những dòng hàng đó hiện tại thì bên em đang hết hàng các bác nhé. Chỉ còn sót lại hai chiếc ETC SP3600 các bác nhé. Về cái hình thức cũng như là cái nội thất hoặc là chất lượng nó đều như nhau, nhưng mà với cái tên đặt của từng sản phẩm mà được hãng ghi thì ở trên này là ghi là SP3600 các bác nhé. Đó, nó đều là của ETC đó. Một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Chất âm thì như nhau các bác nhé, chỉ khác cái đặt tên thôi. Đó, mạch các bác nhìn rất là đẹp. Dòng này thì hiện tại thì đang chạy là 20 sò các bác nhé. 20 sò to chứ không phải sò nhỏ các bác nhé. Sò Japan ạ. Thì tất cả với dòng ETC đều là chạy sò Japan hết các bác nhé. Đó, sẽ có hai dòng mạch. Một là dòng mạch màu cam cam và dòng này là dòng mạch xanh các bác nhé. Mạch xanh là nhiều nhất, phổ biến nhất là mạch xanh. Đó, các bác nhìn này, tất cả keo trên này đều được xử lý. Đó là keo để kết dính những cái ốc này, khi chúng ta mà mở ra nó sẽ bị bung cái keo, kể cả những cái ốc này các bác này. Đấy, cho nên là các bác nếu mà thay một cái gì đó thì các bác nhìn cái phát hiện luôn. Trong thời điểm này thì với những cân phúc khúc hàng này thì cực kỳ là hiếm. Đó, ETC các bác nhé, CA91775USA. Thì dòng này là dòng thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Đó, được chứng nhận các bác nhé, FCC. Đó, chứng nhận hàng xịn của Mỹ sản xuất nó tại nước thứ hai, điện 220V các bác nhé. Đó, đây là các bác xử lý, em đang cho tín hiệu từ laptop này, chạy thẳng vào cổng input vào này. Các bác có thể like cổng khác này. Và các chế độ ở đây thì là search gel này, begin này. Nói chung nó hoàn toàn như rằng MA3600 đó. Còn đây là SP3600 đấy thôi. Nó chỉ khác nhau về từ MA và SP thôi. Thì với những dòng đẩy thì thường là nó sẽ sản xuất theo lô. Ví dụ như là một lô 1.000-2.000 chiếc là bắt đầu nó sẽ thay một cái tên khác đi. Đó. Được từ em rồi. Các bạn nghe tiếng rất là nét ạ. Anh biết làm sao. Đây hiện tại đang đánh với loa V3 các bạn nhé. Em trách anh biến từ em quá buồn. Cho em đợi chờ như tím cả thanh xuân. Lần này về phép anh sẽ đến em. Em thật nhiều và ngày gặp em anh.
Em là đánh với dòng loa B3 bass 31 Ken. Đó, từ 190 côn 76 các bác nhá. Giọng hàng nhập ạ. Tiếng B3 cũng rất là sắc luôn các bác nhá. Rất là nét luôn ạ. Kết hợp với chiếc đẩy này thì rất là tuyệt vời. Đó, các bác nghe này. Nhà đẹp chuẩn gu làm nên Tết lớn. Samsung B-Sport kết hợp bộ đồ linh hoạt theo nhu cầu. Khá là nhiều các bác hỏi em tại sao lại test nhạc lại nét như vậy. Thực ra thì các bác biết là những cái dòng chất lượng hàng nó ra như thế nào thì khi mà mình có quay qua điện thoại thôi, nhưng mà cái chất âm nó bị giảm bớt đi rất là nhiều. Đó, nhưng mà cái độ hay, độ sạch của nó thì vẫn còn. Đó, đây như các bác đang nhìn thấy em trực tiếp từ laptop nhá. Laptop đây nó còn quảng cáo kìa các bác nhìn không ạ? Đó, đang chạy quảng cáo kìa. Đấy. Chứ không phải là mình chạy qua cái đầu nào đấy để cho nó ví dụ như là hỗ trợ giải mã này hoặc là hỗ trợ nén lọc, không có các bác nhé. Cứ chạy trực tiếp luôn để các bác có thể thẩm âm được trực tiếp là chiếc đẩy nó ra như thế nào và dòng loa hay lòng loa nó hay như thế nào. Bình thường em chỉ hay test hàng cho khách nghe, chỉ cứ đẩy với loa thôi là ok, nghe cả buổi sáng không vấn đề gì luôn các bạn ạ. Rất là phê luôn. Chưa có cần qua lọc hay là qua nâng tiếng nó để hỗ trợ hoặc là vang, cứ thế mà đánh nghe thôi. Có nghe tiếng nó rất là mềm, rất là êm tai, nó không bị đau tai, bị nhiễu tai các bạn ạ. Nó rất là chi tiết. Yêu em tình này trông có cả quê hương. Đường thanh trình tư chân vẫn còn xanh. Ghi trong đời này rồi một ngày mai khi anh lìa đời không. Hôm nọ cũng có một cái bác khách cách đây cho em cũng 5 cây. Bác cũng đang chơi một cái dòng đẩy hàng mới, nói chung là giá nó cũng vừa phải thôi. Đó, thì bác đang muốn mua con nâng tiếng, thế là sang em đang test những chiếc đẩy này. Thế là bác cứ ngồi nghe gần như hết buổi sáng, cứ ngồi nghe sao nó hay vậy, về anh phải bán cục đẩy của anh để mua. Nhưng mà do Covid cho nên là anh cũng khó đẩy được chiếc đẩy cũ của anh đang dùng, thế là anh cũng chưa thấy quay lại. Nói chung là anh nghe hết buổi sáng luôn. Rồi, qua ngồi cũng được nghe hết cả buổi sáng. Ok các bác nhá, hiện tại thì với dòng đẩy ETC này, SP3006 này thì bên em chỉ còn 2 chiếc các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp. Đó, số lượng nó không có nhiều. Cũng còn rất là đẹp. 80-90% rồi các bác. Ok, các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0977 434361 các bác nhá. Vâng, hẹn các bác trong các clip tiếp theo.